Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả các bác đó là chiếc lồi Toshiba song chuông. Nó có mã là RC gạch ngang 10VXZ. Đó. Chiếc lồi này nổ 1 nít nhé, nổ 1 nít. Ngoại hình thì của nó rất là đẹp. Các bác sẽ thấy rằng cái mặt trên này nó không có chảy xước nhé. Đó, mặt trên này không có chảy xước. Ngoại hình của nó cực kỳ ok. Chiếc này sản xuất 2015, sản xuất 2015 nhé. Đây, để cho các bác xem xung quanh sườn nó này. Cái này là thông số kỹ thuật của nó là sử dụng điện 100V, công suất 1420W nhé. Đó. Ngoại hình thì của nó rất là đẹp. Xuất sắc luôn đấy ạ. Ở cái dòng Toshiba song chuông này thì nó là cái phiên bản cao cấp của dòng Toshiba. Đó, dòng này thì lỗ cơm cực kỳ là ngon. Và các bác sẽ thấy rằng kể cả cái lỗ hút chân không của nó này, nó thiết kế đã được nhỏ, rất là nhỏ nhé. Đó. Không còn làm to như dạng như cậu là của Toshiba vuông. Cao tần áp suất hút chân không. Áp suất bi rất là đẹp. Gioăng. Đó, gioăng các bác nhìn gioăng như mới tinh luôn này. Xuất sắc luôn các bác. Đây là xoang chuông nhá. Đó, các bác nhìn cái xoang nó đẹp chưa? Xoang nhìn nó bầu bầu tròn tròn trông rất là đẹp, xoang rất là dày, cực kỳ là dày luôn đấy ạ. Đó. Đây, lỏng đẹp nhá. Chiếc lồi này là 1 lít thì nấu được khoảng tầm 1 cân gạo cho gia đình từ tầm 3 đến 5 người ăn, 3 đến 5 người ăn. Đó. Lòng nói chung là lòng đẹp nhá, lòng đẹp. Đó, các bác nhìn thấy cái xoang của nó dạng là xoang gân nhé. Đó, xoang gân. Rồi. Để bên ngoài đây. Đó, rất là đẹp. Kể cả phần đáy này. Đáy xuất sắc các bác nhé. Đáy xuất sắc, giữa là cảm biến. Đó, giữa là cảm biến. Ở nồi tất cả mọi chức năng em đã test hoạt động rất là tốt nhé. Đó. Đây, có chế độ eco này. Eco tiết kiệm điện này. Lấu cơm cháy. Ở dòng này thì nó rất cực kỳ là đa dạng và các chế độ lấu. Thứ nhất là lấu gạo trắng, gạo không vo, gạo lứt nảy mầm. Và các chế độ lấu ăn này, nướng bánh, lên men. Rồi. Rất là nhiều. Nồi Nhật thì thường thường người ta sẽ tích hợp nhiều những cái công nghệ bên trong. Đấy, nấu thường 5 phút đây. Rồi, đèn hút chân không bắt đầu hoạt động. Đó, nói chung là lồi thì rất là đẹp rồi các bạn. Rồi, em sẽ chuyển nó các chế độ khác nhé. Đây, Eco này. Eco 50 phút thì các bác sẽ thấy là cái đèn Eco sáng này. Chiếc này màu đỏ. Đây, hầm cơm. Đây là bắt đầu là giữ ấm này. Và đây bắt đầu là kích hầm, kích nóng nhé. Rồi, ngoại hình đẹp. Thì con này nó chỉ có một cái vấn đề là ở cái chân này nhá. Ở cái chân này. Thì trong quá trình vận chuyển mà nó đè nên là đâm ra là cái việc nó có một vài vết nứt ở đây thôi. Đó, đã xử lý rất là ok rồi các bác nhé. Đã xử lý hết rồi. Rất là chắc chắn rồi. Còn vỏ hình, ngoại hình của nó thì đẹp. Nó không cấn móp gì nhá. Không cấn móp. Còn ngoại trừ mỗi cái đáy thôi. Thì chiếc lồi này thì em sẽ bán cho các bác với giá đó là 3.850.000 nhá. 3.850.000. Đó. Giá rẻ như giá nhập luôn các bạn. Con này màu đỏ rất là đẹp. Ngoại hình xuất sắc. Đó. Con này thì sẽ có một cái cơm cháy, rất nhiều các bác thích ăn cơm cháy ở cái lồi Toshiba này. Đây, cơm cháy 70 phút nhé. Cơm cháy 70 phút, 70 phút thì sau đó sẽ có cháy ngon ăn. Rồi, về tổng quan, ngoại hình, mọi chức năng em đã test ok rồi. Các bác, nếu mà các bác ưng chiếc này thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794, em là Kim Thành Hải Dương. Lồi này thì các bác chỉ việc vệ sinh qua một chút là mình sử dụng thôi. Còn đó tất cả lồi em đã vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Test mọi chức năng hoạt động tốt. Đó, cam kết di nguyên bản cho các bác nhé. Di nguyên bản.
Nồi này thì với cái công suất như thế thì các bác phải sử dụng cái biến áp đổi nguồn với công suất là 2 kVA nhé, 2 kVA. Thì như vậy thì nó sẽ đủ được cái nguồn để cho cái nồi này nó hoạt động. Rồi ok, bác nào đang có nhu cầu về nồi cơm thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794. Em ở Kim Thành, Hải Dương, em chuyên làm những hàng tuyển chọn rất là đẹp các bác nhé. Đó, tổng quan chiếc này về xoang rong ngoại hình nó đẹp, nó phải tầm 95-96%. Đó. Rồi giá em đang bán là 3.850.000. Bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship. Còn ship code thì có cọc nha các bác nha, có cọc nha. Đó, có cọc nhẹ một chút. Đến nơi các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt cộng phí vận chuyển. Rồi ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bác.